Người giàu cũng phải mang định kiến, đúng là như thế. Bạn không nghe lầm đâu. Không chỉ những người có nguồn tài chính eo hẹp mà ngay cả người giàu vốn được mọi người ngưỡng mộ, tôn vinh vẫn bị đính kèm với những định kiến tiêu cực, oan uổng mà họ phải gánh qua bao nhiêu thế kỷ vẫn thế. Hôm nay, tôi cùng bạn bàn luận tới ba lầm tưởng tai hại về người giàu. Điều đầu tiên, mỗi khi nhắc đến người giàu người ta thường nghĩ ngay rằng họ rất bận rộn với một suy nghĩ đơn giản. Họ có nhiều công ty, sở hữu nhiều tài sản, điều hành cả nghìn nhân viên thì lấy đâu ra thời gian rảnh. Thực tế cho thấy, logic kiếm tiền của người giàu không phải là làm việc chăm chỉ. Chăm chỉ và cần cù thì ai cũng có thể làm được, nhưng cách động não và sử dụng trí tuệ mới có thể tạo nên sự khác biệt. Tiền bạc có lưu thông thì mới thực hiện được giá trị của chúng, và cũng chỉ như vậy mới khiến tiền đẻ ra tiền. Những người giàu họ hiểu được điều này nên họ bắt đồng tiền phải làm nô lệ cho mình chứ họ không còng lưng ra bán sức lực cho nó. Tư duy như vậy khiến họ chẳng những nhàn thân mà còn kiếm được bội tiền. Trong cùng một điều kiện, người nghèo luôn luôn chỉ biết lao vào kiếm tiền, tiêu hết rồi lại lao vào kiếm tiền, họ vẫn không kiếm được bao nhiêu. Người giàu thì khác, ban đầu họ cũng sẽ chăm chỉ kiếm tiền nhưng họ không chỉ biết tích lũy mà còn có tư duy đi mượn lực từ bên ngoài, thậm chí là đi vay tiền từ người khác. Con đường kiếm tiền càng nhiều, tiền tự nhiên sẽ ngày càng tăng. Vậy nên cứ nghĩ người giàu không có nợ là không đúng. Người giàu thậm chí còn nợ nhiều là đằng khác. Ấy vậy mới có câu người giàu mượn sức, người nghèo bán sức. Lầm tưởng thứ hai về người giàu đó chính là người giàu chỉ quan tâm đến tiền. Chúng ta luôn nghĩ rất đơn giản, thứ mà người giàu có chính là tiền. Nhưng như vậy là chưa đủ. Người giàu thực sự không chỉ giàu có về tiền bạc mà họ còn giàu về tư duy nhận thức. Những người giàu thực sự sẽ không bao giờ chỉ quan tâm trong túi họ có bao nhiêu tiền. Bởi họ có khả năng khiến tiền phục vụ cho mình, tri thức mới là bảo vật vô giá, vượt xa giá trị của cải trong túi của họ. Họ nhận thấy rằng dù giàu mà kiến thức không có cũng chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Tri thức và trí tuệ làm nên giá trị của họ chứ không phải tiền bạc. Họ luôn muốn phát triển bản thân để củng cố thêm danh tiếng cho mình. Khi họ vừa có tiền vừa có kiến thức thì hiển nhiên địa vị của họ trong xã hội ngày càng thăng hạng và sự giàu có cũng theo đó mà bền vững hơn. Hiện nay, tôi thấy các bạn trẻ có tình trạng muốn kiếm tiền theo kiểu ăn xổi, như chơi tài xỉu, Forex, là những kiểu làm giàu không có kiến thức, số tiền kiếm được chỉ nhờ vào xác suất rất thấp của sự may mắn, hên thì trúng mánh, đen thì mất tất cả. Kết quả cuối cùng vẫn tay trắng hoàn tay trắng mà tiền bạc, của cải trong nhà cứ đội nón ra đi. Đây là một ví dụ điển hình cho việc làm giàu mà không có kiến thức. Ngoài việc quan tâm đến tri thức, người giàu cũng rất thích làm từ thiện. Tại Mỹ, một số nghiên cứu kết luận người nghèo thường dành phần lớn thu nhập cho các tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác cũng nói rằng người càng giàu thì càng đóng góp cho hoạt động từ thiện nhiều hơn. Với việc giúp đỡ người khác họ không chỉ có được danh thơm, tiếng tốt mà công việc làm ăn của họ cũng thuận lợi hơn bởi họ tin rằng họ sẽ tích được nhiều đức hơn, ở hiền thì gặp lành. Thứ ba, ta thường nghĩ rằng người giàu chỉ dùng hàng hiệu đắt đỏ. Ai đã từng xem qua bộ phim truyền hình đầy drama của Hàn Quốc Khát Vọng Thượng Lưu, chắc hẳn không khỏi choáng ngợp trước sự sang trọng của tòa Hera Place, hay những bộ cánh bạc tỷ mang thương hiệu của những nhà mốt nổi tiếng như Chanel, Dior. Trong phim truyền hình, cuộc sống của người giàu hiện lên với tràn ngập đồ đắt tiền từ quần áo, giày dép cùng những chiếc túi xách hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Phòng chứa đồ của họ thậm chí còn lớn hơn phòng ngủ của nhiều người. Nhưng đó chỉ là phim. Người giàu có thực sự họ không quan tâm quá nhiều đến cách ăn mặc như những gì phim ảnh miêu tả. Một nghiên cứu công bố bởi Business Insider tiết lộ những người giàu ít tiêu xài xa hoa như công chúng vẫn nghĩ. 92% người giàu tham gia khảo sát cho biết chưa bao giờ đi nghỉ mát trên du thuyền. 87% chưa bao giờ mua một chiếc xe sang mới. Đáng ngạc nhiên là có đến 30% vẫn thích dùng các phiếu giảm giá. Người giàu không ham đồ xa xỉ bởi họ hiểu bản thân họ muốn gì và kiếm được đồng tiền khó khăn ra sao. Dù sản phẩm có xa xỉ và đắt đỏ tới đâu, họ cũng luôn hiểu rằng chúng chỉ là đồ tiện ích và phục vụ cho con người. Một khi đã chạy theo đồ hiệu thì điều đó chỉ chứng tỏ bạn bị nó điều khiển mà thôi. Giới siêu giàu hướng đến giá trị bên trong, những dự tính lâu dài chứ không phải là những lớp quần áo ngụy trang giả tạo. Càng là người không có tiền thì càng thích khoe của, càng là người giàu thì lại càng khiêm tốn. Steve Jobs là một minh chứng cho điều đó. Bản thân là người đồng sáng lập ra Apple, một tập đoàn có tiếng trong giới công nghệ nhưng ông luôn chỉ mặc áo phông đen, quần jean và giày thể thao. Theo vị tỷ phú này,
ông không muốn lãng phí thời gian vào việc mua sắm quần áo, vô hình chung phong cách ăn mặc của ông đã tạo nên cho ông thương hiệu cá nhân khác biệt. Đặc biệt, người giàu biết tiết kiệm. Họ tiết kiệm chứ không kẹt xì. Các khoản tiết kiệm của người giàu chính là ở các khoản đầu tư. Trong khi với một số người, tiền đang đứng yên, chờ được sử dụng cho một số chi phí cụ thể, thì người giàu dùng tiền đó để quay vòng và sinh lời. Hay như phong cách sống của người Nhật và người Đức, những người giàu ở đây xuất hiện trên đường phố không thể nào bình dị hơn. Bạn thậm chí không thể phân biệt nổi 1% người giàu này với 99% người thường còn lại, vì ngay từ những gì họ mặc trên người, chiếc xe họ đi đều rất bình dị như bao công dân khác ở quốc gia của họ. Sau video này, tôi hy vọng bạn có cái nhìn khác về người giàu và học được ở họ phẩm chất khiêm tốn cũng như lối sống tối giản mà vô cùng khoa học.